chưa nó ở với bố mẹ chưa nên chồng ở biết làm rồi. Hồi xưa ông cổ dạy cho từ hồi 15 tuổi, bây giờ là 23 năm rồi. Đầu tiên là đi các cái giam. Về nhà thì mình lấy cái vỏ xanh xanh ra xong lại thái nhỏ ra để nấu. Nó bằng vôi thì mới chín cơ. Mình nấu khoảng 10 tiếng đấy mới được, thì vất vả nhất. Sau đó lại đi ngâm nước trong 10 ngày hay lại một tuần đấy thì mình mới làm ra thế này. Người Mông dùng kỹ thuật đổ giấy đòi hỏi sự khéo léo để giấy có độ dày đồng đều. Với cách thức độc đáo này, người làm có thể tạo các khổ giấy lớn nhỏ, linh hoạt, tùy theo nhu cầu. Do sợi giang dài, dai nên độ liên kết cao. Giấy từ cây giang vì thế cũng rất bền, khó rách. Giấy giang cơ bản được dùng trong các công việc liên quan đến phong tục tập quán của người Mông. Trong đó quan trọng nhất là dịp Tết truyền thống và các ngày lễ lớn như làm giỗ, lễ hội, lễ cúng. Người chết thì bắt buộc phải dùng loại giấy này. Với người âm thì giấy này là tiền, là bạc nên không thể thiếu được. Không thay được bằng giấy khác đâu. Thời gian tháng 11 với tháng 10 nhiều nhất, mình làm ngô với lại đi làm gặt lúa xong thì mình ở không thì mình làm thôi. Nhà làm báo thì mới làm nhiều, một năm là 1.000 tờ hay lại 2.000 tờ thế mới đủ ấy. Rồi mất thời gian lấy, vất vả lắm. Ôi, làm cái này không đủ sống mà, làm cách kìa. Không đủ đâu, để trẻ con đi học hết nó không đủ đâu. Hiện nay thì ngoài cái việc mà sử dụng cái giấy để làm các cái lễ thì tôi cũng như là một số đồng nghiệp là cũng đang nghiên cứu các cái sản phẩm dùng bằng chất liệu giấy. Chúng tôi đã làm các cái đèn ấy, đèn ngủ hay là các cái bóng trang trí cho các cái phòng và đặc biệt là các cái bàn ăn của chúng ta là chúng ta có thể dán giấy vào. Và các cái tường nhà xây xong thì chúng ta ốp toàn bộ bằng cái giấy giang này thì khách người ta đến người ta cảm thấy là rất là thân thiện và gần gũi. Cái thứ hai nữa là tới nên là các cái du khách về đây thì mình sẽ có một cái chương trình là cho khách trải nghiệm làm giấy. Và thông qua cái đó thì khách sẽ cảm thấy thích thú thì khách sẽ mua về làm quà. Vừa là để giữ gìn được cái nghề truyền thống mà cũng vừa là để giúp cho bà con có một cái nguồn thu nhập.